Trong hai ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6 Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020 nhấn mạnh, 5 năm qua, quy mô tầm vóc của Đại học Quốc gia Hà Nội đã lớn mạnh một bước quan trọng đây cũng là giai đoạn phát triển mạnh mẽ và có sức bứt phá ở một số lĩnh vực một số trường đại học thành viên từ quy mô đào tạo tỷ trọng nghiên cứu nhỏ đến nay đã trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín cao về đào tạo nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế mô hình tổ chức của đại học quốc gia hà nội ngày càng được hoàn thiện đại học quốc gia hà nội đã phát huy tốt vai trò đầu tàu tiên phong trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên sinh viên nghiên cứu sinh thực tập sinh nhập học và ra trường hàng năm đều thuộc diện lớn nhất chất lượng tốt nhất cả nước khẳng định uy tín cao trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao bồi dưỡng nhân tài từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước xếp hạng đại học của đại học quốc gia hà nội không ngừng tăng lên phát biểu chỉ đạo đại hội bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đánh giá cao sự phát triển không ngừng trong thời gian qua của đại học quốc gia hà nội phát huy lợi thế đại học tiên tiến có nhiều nhà khoa học trình độ cao nhiều sáng kiến tiên phong trong tuyển sinh theo phương thức hiện đại của thế giới quy hoạch đổi mới chuyển dịch ngành nghề nhiều mô hình đặc sắc bí thư thành ủy vương đình huệ yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải phát huy vai trò nòng cốt và tiên phong vừa là nhà khoa học giảng viên giỏi đồng thời phải là công dân gương mẫu có lập trường chính trị vững vàng trong những mục tiêu của Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020-2025 là phát huy danh tiếng, uy tín học thuật, tính tự chủ cao và trách nhiệm quốc gia, tăng cường kết nối liên thông, liên kết chặt chẽ trong toàn bộ hệ thống và với các bộ ngành, các đối tác trong nước và quốc tế, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp